Xin chào mừng quý thính giả trở lại với podcast Phúc Âm Trọn Vẹn, thực hiện bởi một nhóm tín hữu của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Phục vụ tận tụy trong nhiều thập kỷ. Những lời giảng dạy đã được chọn của Chủ tịch Russell M. Nelson, đăng trong tạp chí Liahona tháng 9 năm 2024 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Hiện được 100 tuổi, Chủ tịch Nelson đã phục vụ 40 năm với tư cách là một sứ đồ. Sau đây là một số lời giảng dạy của ông từ lúc ông là chủ tịch của giáo hội. Hãy bắt đầu với mục đích trong tâm trí. Mục tiêu mà mỗi người chúng ta cố gắng đạt được là được làm lễ thiên ân với quyền năng trong một ngôi nhà của Chúa, được làm lễ gắn bó với gia đình, trung thành với các giao ước đã được lập trong một đền thờ mà cho chúng ta đủ điều kiện để nhận lãnh sự ban cho lớn nhất của Thượng Đế, đó là sự ban cho cuộc sống vĩnh cửu. Các giáo lễ của đền thờ và các giao ước mà anh chị em lập ở đó là chìa khóa để củng cố cuộc sống, hôn nhân và gia đình của anh chị em và khả năng của anh chị em để chống lại những cuộc tấn công của kẻ nghịch thù. Sự thờ phượng trong đền thờ và sự phục vụ của anh chị em trong đó thay cho tổ tiên của mình sẽ ban phước cho anh chị em với nhiều sự mặc khải và sự bình an cá nhân hơn, và sẽ củng cố cam kết của anh chị em để ở lại trên con đường giao ước. Hối cải hằng ngày. Không có gì là tự do, cao quý hoặc quan trọng đối với sự tiến bộ của cá nhân chúng ta hơn là một sự tập trung thường xuyên, hằng ngày vào sự hối cải. Sự hối cải không phải là một sự kiện, mà là một tiến trình. Đó là bí quyết để có được hạnh phúc và sự an tâm. Khi được kết hợp với đức tin, sự hối cải cho chúng ta khả năng tiếp cận với quyền năng chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Lập và tuân giữ các giao ước. Mọi người nữ và mọi người nam mà lập giao ước với Thượng Đế và tuân giữ các giao ước đó và là những người tham dự một cách xứng đáng vào các giáo lễ của chức tư tế đều có quyền tiếp cận trực tiếp với quyền năng của Thượng Đế. Những người đã được làm lễ thiên ân trong ngôi nhà của Chúa đều nhận được một ân tứ về quyền năng chức tư tế của Thượng Đế nhờ vào giao ước của họ, cùng với một ân tứ về kiến thức để biết cách có được quyền năng đó. Lắng nghe lời Chúa. Đức Chúa Cha của chúng ta biết rằng khi nào chúng ta bị bao vây bởi sự không chắc chắn và nỗi sợ hãi, thì điều mà sẽ giúp chúng ta rất nhiều chính là nghe lời con trai của Ngài. Vì khi cố gắng nghe, thật sự nghe lời con trai của Ngài, chúng ta sẽ được hướng dẫn để biết phải làm gì trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chọn để cho Thượng Đế ngự trị. Với định nghĩa của tiếng Hebrew về Israel trong ý nghĩ, chúng ta thấy rằng sự quy tụ của Israel còn có thêm ý nghĩa. Chúa đang quy tụ những người sẵn lòng để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của họ. Chúa đang quy tụ những người nào chịu chọn để cho Thượng Đế là ảnh hưởng quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Thắng thế gian. Việc thắng thế gian không phải là một sự kiện xảy ra trong một hai ngày. Nó xảy ra trong suốt cuộc đời khi chúng ta chấp nhận lại giáo lý của Đấng Kitô. Chúng ta nuôi dưỡng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô bằng cách hối cải hằng ngày và tuân giữ các giao ước
mà ban cho chúng ta quyền năng. Chúng ta ở trên con đường giao ước và được ban phước với sức mạnh thuộc linh, sự mặc khải cá nhân, đức tin càng ngày càng gia tăng và sự phù trợ của các thiên sứ. Việc sống theo giáo lý của Đấng Kitô có thể mang đến chu kỳ đạo đức vững mạnh nhất, tạo ra cái đà thuộc linh trong cuộc sống của chúng ta. Chọn làm người giải hòa. Lần nào cũng vậy, sự tranh chấp xua đuổi thánh linh, sự tranh chấp củng cố quan niệm sai lầm rằng việc đối đầu là cách giải quyết những khác biệt. Nhưng đó không bao giờ là như vậy. Tranh chấp là một sự lựa chọn. Giải hòa cũng là một sự lựa chọn. Anh chị em có quyền tự quyết để chọn tranh chấp hay giải hòa. Tôi khuyên nhủ anh chị em nên chọn làm người giải hòa bây giờ và mãi mãi. Hãy nghĩ tới những điều vĩnh cửu của Thượng Thiên. Khi anh chị em lựa chọn, tôi mời anh chị em hãy nhìn xa, một tầm nhìn vĩnh cửu. Hãy đặt Chúa Giêsu Kitô trước hết, vì cuộc sống vĩnh cửu của anh chị em tùy thuộc vào đức tin của anh chị em nơi Ngài và nơi sự chuộc tội của Ngài. Điều này cũng tùy thuộc vào việc anh chị em tuân theo luật pháp của Ngài. Sự vâng lời mở đường cho anh chị em một cuộc sống vui vẻ ngày nay và một phần thưởng lớn lao, vĩnh cửu trong tương lai.